YouTube Duy Thường tai nạn tại Bắc Ninh, hai thành viên gào khóc bên thi thể ba người bạn đã tử vong. Đoạn clip hai thành viên Duy Thường TV với nhiều vết thương ngồi gào khóc bên thi thể ba người bạn đã tử vong khiến nhiều người ám ảnh. Vào khoảng 14h35 phút vào chiều ngày 4 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thông tin ban đầu, xe ô tô màu đỏ trên xe có 5 người đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 99C145 tại ngã 4 cầu Táo Đội. Cú tông mạnh khiến chiếc xe con biến dạng, 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đáng chú ý, trong số 3 nạn nhân tử vong có một anh Nguyễn Văn Nam, hay còn được biết đến là Nam OK, là một hot Facebooker, một YouTuber, hot TikToker nổi tiếng và là thành viên của team YouTuber Duy Thường TV với hơn 1,7 triệu lượt đăng ký. Riêng trên trang Facebook của thanh niên này có hơn 200.000 lượt theo dõi. Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục đã lan truyền đoạn video được ghi lại hình ảnh thành viên với nhiều vết thương ngồi khóc gào thét khi phát hiện ba người bạn đi cùng trên xe đã tử vong, trong đó có Nam OK. Hiện rất nhiều người hâm mộ gửi lời tiếc thương với team YouTube Duy Thường. Tài khoản Đào Văn Thường chia sẻ: "Sao các em lại làm thế với anh? Tỉnh lại đi, tỉnh dậy với anh đi." Bên dưới dòng chia sẻ, nhiều người để lại bình luận chê buồn, tiếc thương. Đồng thời không ít những người sốc vì thông tin đột ngột này. "Thương số phận của em quá, Nam ơi." Một người khác bình luận đau xót.